Những giấc mơ hay còn được gọi là Những giấc mơ của Akira Kurosawa là một bộ phim gồm 8 họa tiết do Akira Kurosawa viết kịch bản và đạo diễn. Giấc mơ đầu tiên, cầu vồng. Hôm nay thời tiết rất quái dị, trời đang nắng chang chang thì đột nhiên đổ cơn mưa. Người mẹ cầm ô thu dọn đồ đang phơi trong vườn, bà bảo con trai vào trong nhà, không được đi lung tung, bởi vì theo truyền thuyết Kitsune cáo sẽ tổ chức hôn lễ trong thời tiết như vậy, nếu bị loài người nhìn thấy thì chúng sẽ rất tức giận. Nhưng người mẹ càng nói thì cậu bé càng tò mò, cậu chạy vào trong rừng, cậu muốn xem cáo cưới vợ thì thế nào. Dưới ánh nắng phản chiếu, những giọt mưa long lanh đọng trên tán lá, đột nhiên từ xa xuất hiện một làn khói mờ ảo, một đoàn người ăn mặc cổ quái bước ra từ trong màn khói trắng, hai người cầm đèn lồng đi đằng trước, bọn họ di chuyển một cách chậm chạp, ba bước một nhịp, thỉnh thoảng lại quay đầu, nhún chân cúi người. Khi đoàn người đến gần, cậu bé càng nhìn rõ gương mặt cổ quái của bọn họ hơn, đột nhiên cậu bé nhớ đến lời cảnh cáo của mẹ mình, chẳng lẽ đây là đoàn cáo rước dâu ư? Cậu bé trốn sau gốc cây, sợ bị cáo nhìn thấy, bởi vì mẹ cậu từng nói, nếu cáo rước dâu mà bị con người nhìn thấy thì chúng sẽ rất tức giận. Cậu bé cứ nghĩ rằng đoàn rước dâu sắp rời khỏi đây rồi, thì chúng đột nhiên nhảy lên một bước, quay đầu lại nhìn cậu bé. Cậu bé sợ hãi lập tức co giò bỏ chạy. Khi về đến nhà, cậu bé đã thấy mẹ gương mặt nghiêm nghị đứng ở ngoài cửa. Bà ấy nói cáo đã phát hiện có người nhìn trộm, chúng giận dữ tìm đến nhà và để lại một con dao, yêu cầu cậu bé tự sát. Người mẹ bảo cậu lập tức đi tìm cáo để xin lỗi, nếu không thì không được vào nhà. Bà ấy nói sau cơn mưa nhất định sẽ xuất hiện cầu vồng, ở cuối cầu vồng chính là nhà của cáo. Cậu bé cầm con dao và băng qua một rừng hoa đầy màu sắc, cậu bé đi về phía cuối cầu vồng. Giấc mơ thứ hai, vườn đào. Một cậu bé bưng trà vào phòng, hôm nay là lễ hội búp bê Nhật Bản, chị gái và những cô gái khác đang nói chuyện ở trong phòng. 7 tầng búp bê được trưng bày trên bậc gỗ màu đỏ, búp bê Hina là những vật trang trọng chỉ vào ngày lễ của các bé gái, chúng mới được trưng bày. Tầng dưới trưng bày đại thần, tướng quân và nhà công, tầng cao nhất trên cùng là vua và hoàng hậu. Búp bê được trang trí cầu kỳ và lộng lẫy, gương mặt sống động như thật. Cậu bé đứng ngắm nghía một hồi lâu, quay đầu cậu mới nghĩ tới, rõ ràng cậu lấy 6 cốc nước, bởi vì cậu nhớ có tất cả 6 người, sao bây giờ chỉ còn lại 5 người? Người chị nói làm gì có người thứ 6, cậu em khẳng định có 6 người. Cậu đi ra ngoài cửa, đột nhiên nhìn thấy một cô gái đang đứng ở bên ngoài, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy người đâu. Cậu bước ra khỏi phòng, cô gái đứng ở cửa lớn quay lại nhìn cậu, cậu bé chạy theo cô gái ấy, trên người cô bé phát ra tiếng chuông tinh tang. Suốt dọc đường, cậu bé cứ mải miết chạy theo tiếng chuông ấy, cậu chạy đến những bậc thang xanh mướt màu cỏ, cậu bé muốn chạy theo cô ấy, nhưng đột nhiên bị một đám người cản đường. Trên bậc cao nhất có người đang gọi cậu, cậu nhìn lên thì chính là hình nhân trong phòng của chị gái. Họ nói với cậu bé, cậu không thể về nhà, bởi vì người nhà cậu đã chặt tất cả cây trong vườn đào. Lễ hội búp bê còn được gọi là lễ hội hoa đào, họ chính là âm hồn của cây hoa đào. Cây đã bị chặt sạch còn đón lễ búp bê gì chứ? Cậu bé nghe thấy vậy thì bật khóc. Một người khác nói, khi mọi người chặt cây thì cậu bé cũng khóc, cũng muốn ngăn cản, chúng ta đừng trách móc cậu ấy. Mọi người cười lớn, ai cũng cảm thấy vì cậu thích ăn đào nên mới khóc. Cậu hét lớn có thể dùng tiền để mua đào, nhưng cây đào bị chặt rồi thì không được ngắm hoa đào nữa. Cậu thật lòng yêu mến vườn đào này, vừa nói cậu vừa khóc dữ dội hơn, chứng kiến những giọt nước mắt chân thành. Thiên hoàng quyết định để cậu ngắm nhìn vườn đào nở đầy hoa một lần nữa. Tất cả mọi người đều trở về vị trí của mình, các nhạc sư bắt đầu diễn tấu, cung nữ bắt đầu nhảy múa, các đại thần hành lễ với thiên hoàng và thiên hậu, những cánh hoa đào bay khắp trời, cậu bé nở nụ cười hạnh phúc, cảnh tượng sắc hoa ngập trời đã in hằn trong tâm trí cậu, họ đã hóa thân thành những cây hoa đào, cô gái mặc váy hồng ẩn hiện trong vườn đào. Khi cậu bé muốn leo lên bậc cao nhất thì cả vườn hoa chỉ còn lại những gốc cây trơ trụi, duy nhất một gốc đào nở hoa rung rinh trước gió, còn phát ra âm thanh tinh tang của tiếng chuông. Giấc mơ thứ ba, bão tuyết. Một đoàn người đang leo núi, họ bước đi khó khăn trong cơn bão lớn, từ xa vọng lại âm thanh tuyết lở và những cục tuyết lớn lăn từ trên đỉnh núi, trời càng ngày càng tối, mọi người dừng chân vì kiệt sức, một trong số họ không ngừng cổ vũ đồng đội, những người khác đều lựa chọn từ bỏ. Họ bất động, không có phản ứng, chỉ mình anh vẫn còn kiên cường, nhưng dần dần anh cũng không chống đỡ nổi, từ từ ngã xuống. Một người phụ nữ đắp một lớp vải cho anh, tấm thảm lấp lánh, anh mở mắt, người phụ nữ nói với anh, tuyết thì ấm, băng thì nóng, vừa nói vừa đắp thêm một lớp nữa cho anh. Em thanh của người phụ nữ vừa dịu dàng vừa ấm áp, còn vỗ nhẹ lên ngực anh, để anh càng buồn ngủ hơn. Người phụ nữ lại lấy thêm một tấm thảm quấn cho anh, ý chí kiên cường bảo anh mở mắt và đứng dậy. Người phụ nữ cố gắng ấn anh xuống, sắc mặt của cô ấy càng ngày càng dữ dằn, rõ ràng cô ta là ma tuyết muốn giết người. Ma tuyết biết mình không đấu lại anh, liền hóa thân thành bông tuyết bay đi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người đàn ông bàng hoàng vì suýt mất mạng, anh vội vã kéo đồng đội dậy. Lúc này bão tuyết đã ngừng thổi, trên đỉnh tuyết ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi, ngoảnh đầu nhìn doanh trại đã ở trước mặt mọi người. Giấc mơ thứ tư, đường hầm. Một đại đội trưởng giải ngũ trên đường trở về quê hương, anh đến trước một đường hầm, bên trong vọng lại tiếng hét thê thảm của động vật. Một chú chó trên lưng có lựu đạn chạy ra ngoài, tiếng sủa của nó đầy bất an và sợ hãi. Người chỉ huy bước vào đường hầm tối om, chú chó không đi theo, tiếng bước chân vọng lại trong đường hầm. Đợi đến khi anh bước ra khỏi đường
tầng hầm thì sắc trời đã tối. Lúc này anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. M Thanh ngày một gần, một người đồng đội cũ của anh bước tới, nhưng rõ ràng anh ấy đã hy sinh trên chiến trường. Đây rõ ràng chỉ là âm hồn của anh ấy. Anh ấy hỏi người chỉ huy, mình đã chết thật rồi sao? Anh còn về nhà ăn cơm cơ mà, anh không dám tin mình đã chết. Người chỉ huy hơi lùi lại, anh nói với đồng đội, về nhà ăn cơm chỉ là giấc mộng khi anh trúng đạn hôn mê mà thôi. Sự thật là anh đã hy sinh trên chiến trường, nhưng cha mẹ anh vẫn không dám tin vào điều đó. Anh nhìn về ánh đèn lúc ẩn lúc hiện ở phía xa xôi và nói với người chỉ huy, đó là nhà của mình, cha mẹ vẫn ở đó đợi anh. Người chỉ huy nói với anh đã chết trong vòng tay của mình. Đồng đội cúi đầu trước đại đội trưởng, quay lại đường hầm một cách bịn dịn. Người chỉ huy nhìn vào trong, từ trong truyền đến tiếng bước chân hành quân. Toàn bộ tiểu đoàn số 3 đều do đại đội trưởng chỉ huy, cả tiểu đội cúi đầu chào anh ấy. Đội trưởng nói với anh, tiểu đội số 3 không ai hy sinh, nhưng rõ ràng tất cả họ đã mất mạng trên chiến trường. Người chỉ huy đau khổ nói sự thật với họ và chân thành thể hiện lời xin lỗi với cả tiểu đoàn. Tuy bản thân anh còn sống nhưng lại tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh, anh cũng đã trải qua những ngày tháng sống không bằng chết trong doanh trại, thà cùng chết với mọi người cho xong. Anh hy vọng mọi người có thể an nghỉ. Anh cài cúc áo, hạ lệnh cho tiểu đoàn số 3 quay đằng sau và tiến về phía trước. Cả tiểu đoàn khuất dần trong bóng tối, đại đội trưởng quỳ trên mặt đất, chú chó kia lại xông ra từ trong đường hầm, gâu gâu vài tiếng.